Sau nhiều ngày theo dõi, hàng chục người dân ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ đã chặn các phương tiện ra vào một cơ sở nấu chì. Trong đó có bốn xe chở chì thành phẩm sau khi nấu xong và một xe chở bình ắc quy phế thải chuẩn bị đưa vào xử lý. Tổng khối lượng hơn 100 tấn. Bà con người ta bức xúc quá bữa đó mới chặn xe, thì chặn xe đó được là là một một xe bình ắc quy là nó chở vô rằng nó nấu là khoảng chừng 10 tấn, 12 tấn. Đó, chiếc xe đó khoảng 12 tấn trở lại đi còn chiếc xe lớn đó khi nó chạy ra nó chặn nó lại được đó khi mà chì nó thành nó nấu thành khối lại thành cục của ra là một cục khoảng 60 10 kg là chiếc xe đó chở khoảng chừng hai mấy ba chục tấn theo bà con tất cả nguyên liệu và thành phẩm này đều của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khang thiên phát nằm phía sau bãi rác hòa phú khoảng 3 tháng nay doanh nghiệp này nhiều lần nấu chì gây mùi hôi khiến người dân quanh khu vực bị tức ngực khó thở Nấu chì thì như vậy là ngày đêm là nó nấu mà cái mùi của nó hôi thối khét chịu không nổi. Đấy. Ai đi qua đây cũng phải kêu. Ví dụ bây giờ nấu chì cũng phải cách trung tâm là ít nhất là khu vực dân cư là 6 cây số. Ở đây là gần là 200 m mà xa là 500 m Ngoài chặn xe, nhiều người dân tiếp tục kéo đến trụ sở công ty phản ứng yêu cầu ngừng việc nấu chì bởi xử lý chất thải độc hại chưa đảm bảo tiêu chuẩn môi trường sẽ gây nguy hại sức khỏe cộng đồng cả trước mắt lẫn lâu dài hiện người dân vẫn đang trông đợi vào cách giải quyết vụ việc của chính quyền huyện long hồ tỉnh vĩnh long